Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên hang bò xin lứa anh chú anh chị. Hang bò tầm 14 15 tháng tuổi hết rồi rồi. Đó, con cao 1m33 là bò đen, bên đây 1m33. Còn bên đỏ mỏ đỏ mặt hiện cao 1m35 ha. Chân cẳng quan sát là không có bố ép xe xuống đúng ruột hết nè. Thấy không? Đó. Quay con bò trang 1m35 tức là 35 luôn chú anh chị. Đây. Xoáy mặt ha. Xoáy lưng nè. Đó. Chân trước của chúng chị. Xương sóc, không phải nói tới ha. Lúng chưa, nhận lúng chèn nha. Đó, chân sau nè. Đây. Màu đỏ mật nè, con này hay màu đỏ mật ha. Đó. Lên chân cẳng đứng thẳng lặng nha chú anh chị. Tới con bò sinh khú nè, rồi sinh khú đầu trụi. Đây, xé lưng của chú anh chị. Chân sau nè, chân trước nè chú anh chị thấy không? Đó. Đừng lúng nữa nè, lạch bạch thấy không? Hai con này kiểu mẫu đúng đúng yếu rồi nè, lệch bạch luôn ha. Này chân cẳng này em bao tặc lỗi, không có bú ép xe xuống đúng xuống luôn gì hết. Hang bò lứa bò hết rồi, hang bò vô ship vô bò khung tàn độ ha, bò bếp nhất. Đây đầu sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh nha. Đó, hai con đây, con ở mặt với con khú. Rồi, hai bò này thì anh chú nhà anh bán giá là 48 triệu hai con. Đó, hai con 48 triệu. Cô chú chị ở gần xa ưng ý được hai con, thấy mình ưng ý phù hợp túi tiền mình liên hệ cho em. Hết rồi, mong của chú xin kỹ cái nội dung ha. Thấy giá cả anh ấy mua thì liên hệ cho em nha. Giá đẹp cực kỳ ha chú chị. Chào cô chú anh chị đang chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên hai một đực nè, hai đực kem của chú anh chị. Đó, còn kem vàng, còn kem trắng ha. Đây, đo được kem vàng này em đo là mét là 07 08 ha. Còn được kem đo mét 15. Đó, hai lứa lứa bò. Chân cẳng em quan sát nè, hoàn thiện không có bút xe gì hết. Chân trước ha chú anh chị. Chân sau nè. Dặn đất nữa nè ha. Lắc ú bò. Con này thì cao nhắc lại là 1m07 08 ha. Khoảng đó ta xuống ha chú anh chị. Rồi. Lưng dài nè. Rồi, dài cũng nở. Lưng dài cũng nở nè ha. Đó nó còn im. Bên bò lực. Ừ.
Tới con màu kem trắng nè. Kem trắng chiều cam 3m10, 15 bò, xương sóc cũng khá to đúng không chị? Chân trước nè ha. Chân con không có muốn quất xe xuống đống ngựa ha. Chân sao rồi đúng không chị? Nó dặn đúng rồi. Chân là cầm đứng thẳng băng luôn ha. Hai con đít nào, hai con đít nè, nổi nàng ha. Rồi hai bò này anh chú nhà anh bán giá là 32 triệu của chú chị. Đó hai cô chú chị là ưng ý hang được nhà này thì liên hệ cho em ha. Giá là 32 triệu. Đây, chân cẳng nè, ăn uống thì khỏi phải nói tới luôn. Ở đầu nè chú chị. Hai con này được kem ở đây ha. Con này thả đòn rồi. Bắt dài đòn của chú chị. Chân cẳng nè. Nước mát ha. Thì cô chú chị nào gần xa ưng ý mua liên hệ cho em ha, để mình sở hữu ăn bò về mình làm mình nuôi dỗ béo luôn vậy. Đây đúng ý nữa nè ha. Đít hai con đít luôn, lắc hàng ha. Đít nở nàng dừng dài nè đó. Thì cô chú chị nào gần xa ở nghĩ hang bò này thì liên hệ cho em ha. Đây. Okay.